Hãy xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đến với kênh review sản phẩm của điện tử DT. Trước mắt của các bạn đây đó chính là mạch phát RF 4 kênh EV1527DTX1K KDMR. Mạch sẽ có chức năng là một mạch phát sóng RF đến các mạch thu cùng tần số. Ở đây ta có thể hiểu mạch tương tự như một remote dạng 4 nút như các bạn. Và với mạch KDMR này thì chúng ta sẽ có hai loại, đó chính là mạch mang tần số 35MHz và mạch mang tần số là 43MHz. Về kích thước và hình dáng của hai mạch thì hầu như là giống nhau hoàn toàn, nên khi mua các bạn có thể lựa chọn phiên bản dựa trên bao bì của sản phẩm nhé. Ở đây thì mạch sẽ được thiết kế khá là nhỏ gọn và mạch sẽ có điện áp hoạt động, đó chính là khoảng 5V DC, được cấp qua hai chân VCC và GND có trên mạch. Ngoài ra trên mạch sẽ còn có các chân như là chân LED, chúng ta có thể sử dụng các LED đơn làm LED báo trạng thái nhé. Nếu lắp LED đơn thì ngay tại chân LED này chúng ta sẽ đấu là chân anode nha các bạn. Tiếp theo sẽ là 4 chân từ K0 cho đến K3. 4 chân này sẽ tương đương với 4 tín hiệu kích khác nhau. Thì 4 chân này thì chúng ta có thể kết hợp với các nút nhấn, công tắc hành trình, cảm biến v.v. để có thể kích hoạt từng chân. Và để kích hoạt thì chúng ta sẽ phải đưa một tín hiệu điện áp ở mức cao lên chân mà chúng ta muốn sử dụng nhé. Mỗi khi chân kích được kích hoạt thì nó sẽ kích một tín hiệu sóng RF đến mạch thu. Và ngoài ra ở trên mạch sẽ còn có một chân để chúng ta có thể kết hợp với các anten rời bên ngoài để tăng phạm vi truyền sóng. Ví dụ như bây giờ thì mình sẽ kết hợp cái nút nhấn với mạch KD10 tần số là 35MHz. Mình sẽ lắp đặt theo sơ đồ như trên màn hình. Hiện tại mình đang cấp nguồn 5V cho mạch phát sóng RF của chúng ta hoạt động. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng một máy đo chuyên dụng để kiểm tra tần số của mạch. Như đây khi mình nhấn nút bất kỳ thì máy liền trả về với tần số là 35MHz nha các bạn. Ở đây thì mạch của chúng ta sẽ có tần số là mã cố định nha các bạn. Và khi mình kiểm tra từng nút thì các bạn có thể thấy thì dãy số nhịp phân phía trước sẽ thay đổi. Như nút đầu tiên này sẽ là 1000 với các mã bit phía sau sẽ không thay đổi. Nút thứ hai là 0100. Thứ ba là 0010. Và thứ tư sẽ là 0001. Với mạch dạng mã cố định này thì chúng ta có thể sử dụng các remote copy để sao chép ra nhiều remote khác nhau trong quá trình sử dụng. Và với mạch phát RF 4 kênh KD10 này thì với hai tần số là 43 và 35 thì chúng ta có thể kết hợp với các mạch thu RF có tần số tương đương để điều khiển các thiết bị. Như ở đây thì mình đang kết hợp với một mạch điều khiển RF, một relay để điều khiển một bóng đèn. Đối với tần số 43 thì cách hoạt động cũng tương tự như vậy nha các bạn. Và đến đây video của điện tử DT đã kết thúc. Nếu các bạn muốn mua sản phẩm thì mình sẽ để phần link mua hàng dưới phần mô tả video. Các bạn có thể nhấp vào đó để thêm thông tin chi tiết cũng như giá cả của sản phẩm. Còn bây giờ xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.